to say few things and do few things for the fathers. Tôi là một người được may mắn vì tôi được làm cha và tôi cũng có một người cha còn được còn sống. Và đó là một cái điều vui trong lúc này của cuộc sống tôi, trong ngày lễ cha thì tôi vui. I'm a lucky one, I guess, because I'm a father, and also my father is still alive. Có nhiều người quý vị ngồi đây thì cha quý vị không còn nữa, và có lẽ ngày lễ cha có là một cái để lại trong lòng quý vị một cái nỗi nhớ, một cái suy nghĩ. Some of you here, your father is not around, and I think Father's Day will bring some emotion, some feeling in your heart, and that's natural. Cũng có một số quý vị ở đây có cha ngồi với mình, các em có cha mẹ ở đây, có cha các em ở đây. Một số quý vị ở đây thì cha mình ở xa, không có mặt ở đây. Nhưng mà hôm nay cái giờ này chúng ta để nghĩ đến họ. Khi tôi làm cha thì tôi mới hiểu được cái công khó của người cha. Some of us here, you are lucky because your father is here with you. Some of you, your father is not here, but he's still around. That's a blessing. I want to share a personal experience. When I was young, I wasn't thinking much about my father. But when I became a father, I tried to raise my kids. And I know now how hard it is to be a father. And now I know I appreciate my father a lot more now than I did when I was younger. Because now I'm a father. I'm going through what my father went through to raise me. And my love and my appreciation and my my feelings for my father is a lot stronger now than it was before. Chúng ta đó một cái cảm nghĩ cá nhân là khi mà tôi trở thành người làm cha thì tôi cảm thấy thương cha tôi nhiều hơn, biết cái công khó của cha tôi, nhất là trong những năm chiến tranh, cha tôi đã cực khổ để cho chúng tôi ăn học và con cái vào đại học và thành người. Cảm ơn Chúa về điều đó. Trước khi chúng ta có một số món quà tặng cho người cha thì sẽ có một cái bài thơ nói về tình cha. Và quý vị tiếng Việt thì quý vị sẽ hiểu nội dung bài thơ này. Tôi muốn tóm tắt một vài cái ý của bài thơ này cho các em. There's a poem about the father, and it'll be read in Vietnamese. But I want to tell you the three meanings of this poem. Number one, this poem saying that my father is now old and frail because of his old age, also because of the illness, because he's stricken by illness. And he is like, he needs an anchor. He needs something to hold on to him, hold him, because he's so frail. The second meaning is, when the night fall, I think of my father. And in the night fall, I can't do much for my father but pray for him, that his remaining days on earth will be overflowing with blessing from God. And meaning number three is now I recall or I recollect all the hardship that my father has gone through to raise me. On this Father's Day, my only wish that my father is smiling because his heart is filled with blessing from God. So this is the poem. Đây là bài thơ. Xin mời chị Thúy lên đây để đọc bài thơ này. Kính chào Hội Thánh. Hôm nay nhân ngày Father Day, tôi xin đọc bài thơ Cha lúc tuổi già để kính tặng các bậc làm cha. Tuổi xuân thấm thoát qua rồi, cha giờ già yếu đứng ngồi không yên. Bệnh đau lại đến thường xuyên, nhiều khi thấp thỏm như thuyền không neo.
Chỉ mong Chúa nắm tay chèo, chăm nom cứu khỏi hiểm nghèo tai ương. Mỗi chiều nhìn ánh tà dương, nhớ cha mòn mỏi thấy thương cho người. Cầu xin Thiên Chúa trên trời ban thêm sức mới cho đời bình an. Mong sao cha được thanh nhàn, những ngày còn lại đầy tràn phước ơn. Công cha như núi Thái Sơn, tháng năm nuôi dưỡng cho con nên người. Con đây chỉ có vài lời, chúc cha mãi mãi sống đời vui tươi. Lạy cha con chúc cha cười, tràn đầy hạnh phúc từ trời ban cho. Xin cảm ơn Hội Thánh. Tôi muốn mời quý vị nào trong ngày lễ cha này, thân phụ quý vị vẫn còn sống và không có mặt ở đây, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho ba của quý vị. Those of you are here that this Father's Day, your father is not here because of different reasons, I want to offer a prayer for your father. I want you all, those people, những người đó, xin mời quý vị đứng dậy. Thì chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho ai có ở đây mà có cha mà không có mặt ở đây không? Yeah, xin quý vị đứng dậy và tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Those of you, your father is not here, but he's still alive. I want to pray for him. Please stand up. Lạy Chúa, này là cha của chúng con. Cầu nguyện đặc biệt sáng hôm nay cho những người cha không có mặt ở đây. Chúa cảm ơn Ngài cho quý vị này còn sống và Chúa cho có đến ngày hôm nay. Cầu xin Chúa Ngài ở cùng chúng con, các người cha của chúng con trong lúc tuổi già. Xin Chúa chữa bệnh cho những bệnh tật. Chúa sẽ thêm sức cho để thân thể được khỏe mạnh và sống những ngày còn lại trên đất này. Phước hạnh trong ơn lành của Chúa, con cảm ơn Ngài. Heavenly Father, you are our Father, and our earthly Father is now not here in this Father's Day. We pray for them, Lord. Please, we pray that you, your hand and your blessings are with upon them. Give them strength in their old age. Heal them in their illness. Comfort them in their loneliness, and support, provide to them all the needs, all physical and emotional needs. We thank you for having them around, and I pray that you continue to bless our fathers. Chúng con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Jesus Christ. Amen. Mời quý vị an toàn. Okay, here now. Đến những người còn ở đây thì thông cáo thứ nhất là hôm nay cái English service thì mục sư Ben đồng ý để quý vị có thể, các em có thể nhóm thay vì 12:30 chúng ta nhóm tới 12:45, thêm 15 phút để chúng ta có thể ăn Father's Day. So this is my first announcement. Pastor Ben approved this, that our English service, instead of start at 12:30, we start at 12:45. Two reasons, so that we can celebrate Father's Day. And second reason is Pastor Ben is a father. So we want him to have some time to celebrate too. So so that's the reason. Và bây giờ tôi mời quý vị có mặt ở đây là cha, là ông, ông nội, ông ngoại. Xin quý vị lên đây. All the fathers, grandfathers, please come up here. We have a gift for you. Xin quý mời tất cả quý ông. Xin kính cho Hậu Thánh có một món quà. Mời anh Hào. Để xin mời quý vị lên đây đi để
All right, kids, you pick up a gift. If two, three of you here, just pick up one, and you guys, two, three of you go up together. Okay, you pick a gift for your father or your grandfather. All right, you guys can go ahead and give the gift to xin các cô tặng cho các người cha mà không có con ở đây nhé các vị. Ông sư. Món quà thứ nhì là một cái băng nhạc về tình về cha cho của anh Hòa, xin mời anh Hòa. Một lần nữa xin chào các cha trong hội thánh. Hôm nay rất là vui vì một năm mà gặp lại mấy cha trong hội thánh này rất là vui. Nhưng mà tôi hy vọng là Chúa chúng ta còn vui mừng hơn vì có những cha trong hội thánh mà đến đây thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Hôm qua thì tôi bỏ ra nửa ngày để tôi thâu một cái băng nhạc để cho mấy cha, gồm những nhạc về nói về cha và những nhạc thánh nói về Chúa chúng ta trên trời và các bài vọng cổ, hy vọng là rất là hay. Chúng ta cha cái nhóm ăn xong khi về chúng ta sẽ lên xe bỏ vô cái xe và để chúng ta nghe, chúng ta nhớ về cha và nhất là nhớ về Chúa chúng ta ở trên trời. Và mỗi một cha thì được một băng CD. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi ở một phương trời xa mà hôm nay về đây có một cái cơ hội mà để tham viếng hội thánh cũng như là tham viếng gia đình của con cháu. Nhưng rất vui là trúng cái ngày của cha, cho nên tôi được cái phép vừa được đứng đây với tất cả các cha ở trong cái tòa giảng này. Tôi muốn nói lên đây để có những cái lời đơn sơ. Nếu có lỗi quý vị thì thông cảm cho, vì ông cha này cha già chứ không có xứng đáng gì. Chúng tôi trường trải trên cái đục sống của người cha rất vui lắm. Con cái tôi đông lắm, cháu chắc nó cũng đông đầy đủ hết. Nhưng cái mơ ước của người cha đều gì? Tôi nói cho tôi thôi chứ tôi không có nói cho quý vị đâu nghe. Cái mơ ước của người cha, Kinh Thánh có dạy ở trong 10 điều răn một câu như thế này: hiếu kính cha mẹ. Các ngươi hãy hiếu kính cha mẹ thì không phải lỗ lã gì đâu,
Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho sống lâu trên đất. Nếu quý vị muốn sống lâu trên đất, dạy con cháu mình hiếu kính cha mẹ. Điều đó là điều mà Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng lại cho con cháu của mình. Tôi mượn cơ hội nào này để gửi đến cho các cháu còn trẻ, các cháu còn có người cha, người mẹ, nên trung tín giữ lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, trong 10 điều răn: hãy hiếu kính cha mẹ. Sáng nay tôi đi trên xe với Liệt, đưa ông gái Úc tôi từ Toronto gọi điện thoại về chúc mừng cho cha. Không phải một món quà lớn mà người cha vui mừng, nhưng một tiếng nói của người con ở xa gọi về, không thấy mẹ nhưng nghe được tiếng nói, người cha như tôi rất là vui mừng. Xin gửi đến quý vị những lời đơn sơ. Một phút tôi xin nói tiếp theo. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng tôi có những người cha. Và một điều đầu tiên là chúng tôi xin Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho chúng tôi là những người cha đương còn sống trên đất, trung tín với Chúa cho đến này gặp Chúa. Chúng tôi cảm ơn Chúa là cha của tôi, cha của nhà tôi đã trung tín với Chúa và đương ở nơi nước thiên đàng vinh hiển. Xin Hội Thánh cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi cũng trung tín với Chúa cho đến ngày cuối cùng. Xin chúng ta cho quý cha một phần pháo tay. Xin mời quý vị, cảm ơn Chúa, xin mời quý vị. Đến phần dân hiến, xin chúng ta xin kính mời anh chị Hùng và Trúc Quyên.